Google đang thử nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo, AI, để hỗ trợ sản xuất tin tức. Công cụ AI có tên gọi nội bộ là Genesis và đang được quảng bá cho các tổ chức phát hành tin tức lớn như The New York Times, The Washington Post và New York chủ sở hữu của The Wall Street Journal. Genesis có khả năng tiếp nhận và lĩnh hội thông tin chi tiết về các sự kiện thời sự để tạo ra nội dung tin tức. Google xem công cụ này như một trợ lý cá nhân giúp phóng viên tự động hóa một số nhiệm vụ, giải phóng thời gian cho các công việc khác. Mặc dù có lợi ích tiềm năng, các lãnh đạo ngành xuất bản cũng đánh giá lo ngại về việc sử dụng AI để sản xuất tin tức chính xác và sinh động. Google nhấn mạnh rằng công cụ AI này không thể thay thế vai trò của nhà báo trong việc đưa tin và kiểm tra tính chính xác. Công cụ mới của Google sử dụng trí tuệ nhân tạo, AI, đang được thử nghiệm và gây tranh cãi trong giới báo chí. Giáo sư báo chí Jeff Jarvis cho rằng, nếu công nghệ này đem lại thông tin thực tế đáng tin cậy, các nhà báo có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc lạm dụng công cụ này có thể gây tổn hại đến uy tín của tổ chức phát hành tin tức và đòi hỏi sự hiểu biết văn hóa. Các tổ chức báo chí trên thế giới đang thảo luận về việc sử dụng công cụ AI trong tòa soạn của họ. Nhiều cơ quan báo chí đã khám phá các ứng dụng tiềm năng của AI để đảm bảo tính chính xác và tốc độ trong việc sản xuất tin tức. Tuy nhiên, việc công cụ AI này tự động sản xuất bài báo cũng gây lo lắng cho các phóng viên truyền thông. Mặc dù AI đã được sử dụng trong một số tổ chức tin tức để sản xuất các bản tin, việc công cụ AI thay thế hoàn toàn bài viết của phóng viên vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng và độ tin cậy.